Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến 16 cơ quan bộ ngành về đề xuất phương án nghỉ Tết âm lịch năm 2025 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Theo đề xuất, nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 là 9 ngày liên tục. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất dịp nghỉ Tết âm lịch năm 2025, công chức viên chức nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Cụ thể, công chức viên chức nghỉ Tết âm lịch năm 2025 từ thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2025 đến hết Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2025 dương lịch, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Như vậy, với phương án đề xuất này của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dịp nghỉ Tết âm lịch năm 2025, công chức viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 4 ngày nghỉ hàng tuần. Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết âm lịch năm 2025 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.